chưa chưa, hãy nấp đi. Trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên lại trên nấp một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên nhớ hashtag 600 concept để hashtag nấp 2019 là nấp vui vẻ nha. Và đừng quên nhớ đăng ký tất cả mọi người chúc OB team nữa. Đó, thì hôm nay á, nấp mới mua gọi là một số đồ bánh quy nè các bạn. Quá, không phải bánh quy mà là gọi là bánh sinh nhật các bạn ơi. Đó, với lại là một cái máy quay mà nấp chưa biết cái máy quay này làm gì hết các bạn ơi. Mốt á, nấp sẽ làm vlog coi cho các bạn coi ha. Còn bây giờ thì nấp nghĩ là không cần camera đâu, nấp sẽ bỏ vô đây ạ. Rồi, bây giờ là nấp sẽ đặt cái bánh này ăn. Tính là nấp nò, thôi cứ để đi. Ông John, hôm nay ông tới đây có việc gì vậy? Ủa, tự nhiên hôm nay ông đứng trước nhà mình không biết có việc gì ta. Hôm nay ta có một chế tạo mới nè, ngươi muốn xem không? Gì? Ông có một chế tạo mới hả? Đâu? Ủa, cái này đâu phải chế tạo đâu, chỉ là cục đổi bánh quy. Ông đổi cho tôi cái cục slime mà, what the hell, cái gì kỳ vậy? Ông muốn ăn cái bánh quy của tôi đúng không? Nhà ta có đầy cái bánh của ngươi, nhưng mà hôm nay ta không có bàn. Nhưng mà nói chung vấn đề chính ở đây á, ta có một cục slime này, cục slime có thể ăn được ngươi. Ý ta không phải ăn ngươi mà ăn cái vải của ngươi được thôi đó. Nó chỉ ăn được những thứ bằng vải thôi, người thấy hay không? Có thiệt không đó, hay là ông đang xạo? Ông cắt chưa? Bây giờ tôi mà đổi cái này mà không được thì sao? Nếu không được thì sao? Nếu mà không được á thì ta sẽ cho ngươi luôn một stack bánh quy luôn, ngươi chịu chưa? Rồi, ông hãy giữ lời hứa nha các bạn. Ông nhớ giữ lời hứa nha các bạn ơi. Ông nói là bây giờ nếu mà nó không hoạt động đó, là ông sẽ đền cho mình là gọi là một stack bánh quy luôn. Đó, một cục này là một stack bánh quy. Đó. Rồi, ok ông nhớ nha. Ông nhớ đó. Bây giờ là tôi mình nghĩ là mình sẽ mua nhiều thêm xíu nữa. Ông nói là cái này á có thể là quăng cái gọi là cái này là cái slime ăn quần áo các bạn ơi. Nếu mà mình quăng vô cái con gì đó mà có len hay đồ gì á là nó sẽ gọi là ăn phần len á, nói chung là nó ăn đồ mà có chất liệu bằng quần này nè, có chất liệu áo như mình nè. Đó, bây giờ là nó nghĩ là nó sẽ đổi. Ui, trời, tính là bẫy không tắt được các bạn, kỳ vậy cha. Hình như cái bẫy mình nó bị lỗi là hình như là cái gió, cái hệ thống gió của mình, hệ thống cái này của mình bị lỗi á các bạn. Thôi kệ, mốt mình sẽ sửa. Bây giờ là mình sẽ đổi nhiều hơn xíu, 1, 2, 3, rồi nhiều đó là 5 cục rồi đó. Tôi chỉ cần 5 cục thôi là ông sẽ đền 5 stack bánh quy nha, ông nhớ nha. Rồi bây giờ là mình sẽ gọi là đi thử coi có con cừu này không, để mình thử rồi xem nó có ăn con cừu hay là ăn cái gì không. Con cừu hay con gì đây ông trời, cừu ơi. Cậu, tao không cắt lông mày đi đâu, tao sẽ cho cái con này nó ăn luôn mày nè. Đâu rồi, mày đâu rồi? Mấy con cừu kia đâu? Ủa, không có con cừu rồi giờ sao? Thôi, để mình về dân làng để mình thử quăng vô mấy ông dân làng coi. Chết mấy ông dân làng rồi, có ông dân làng nào không? Trời ơi, để mình xem coi. Chữ gì vậy? Rồi các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ kiếm ông dân làng nữa để mình quăng thử coi. Có ông dân làng nè. Chào ông dân làng nha. Tôi tới đây á là tôi chỉ là quăng nè. Ủa, để mình quăng lại thử coi, chắc nó bị lỗi á. Quăng lại á. Quăng nè. Ủa cái gì kì vậy? Ôi, ông trên, nó không được rồi nè. Chết ông rồi, bây giờ ông phải đền cho tôi 4 stack gọi là 4 stack bánh quy nha. Chết ông rồi, ông nói là quăng vô mấy cái này nè, được, quăng vô mấy động vật thì được nè, đó, ông nói tôi vậy nha. À, ta quên mất, nó chỉ hoạt động trên con người thôi, chứ dân làng của ta nó không có được đâu. Ta đã miễn nhiễm dân làng của ta rồi. Cái gì vậy? Sao ông nói chậm? Tôi còn một cục quá, nãy giờ ông không nói tôi sao tôi biết được? Ôi, còn một cục này làm cái gì giờ? Có ai giờ cho đâu? Có ai giờ để mình quăng vợ để mình test thử cái này đâu ta? Không biết cái này mang cục này đi cho ai ta? Sao bữa nay tự nhiên anh lại rớt vô đây ta? Anh đang đi tìm một thứ rất là hay thôi. Ủa sao nút nhìn kỳ cục vậy? Ủa cái gì kỳ vậy? Anh tôn giả anh lại phá nhà em nữa rồi.
cái gì sao nhà núp làm gì mà không có máy gì hết chị lên cái này mưa là chết luôn núp ơi. Lần sau anh chỉ nha, là núp phải tấp những cái mái vô như này nè, đó người ta mới chắn mưa che nắng được. Tự nhiên cái nhà lúc nào cũng không có, bữa trước là anh đã chỉ núp là phải làm mái vô mà bây giờ anh tới lại vẫn chẳng có mái gì hết, kính thì vỡ mà lâm la. Cái gì anh mà làm gì nổ gì núp, đừng có vu oan. Bây giờ anh nói rồi là núp, là nếu mà không có biết chơi thì để anh chỉ là phải lắng nghe đi, đừng bây giờ, có bao bây giờ anh đứng đây, bây giờ anh đứng ở đây cho em, đứng đây đợi em xíu. Ôi các bạn ơi, anh đâu gà lúc nào cũng tới nhà mình làm banh cái nóc nhà của mình hết. Được rồi, à, đúng rồi, tiện thể có cái slam này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chốt anh tô gà cho các bạn xem thử, xem sao. Rồi, bây giờ để mình dụ anh tô gà vô một chỗ nào chấm chấm kìa, đừng có dính vào mình là được. Rồi anh tô gà, gà đây. Ủa? Ê, đừng có phá cái tivi của em. Anh lỡ tay đúng không? Đi xuống đây, xuống đây. Sao đấy? Ủa sao xuống dưới vậy? Đi xuống, ủa sao cái máy này không hoạt động ta? Dạ, 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 gì vậy? Ủa kìa, thôi kìa đi, nhảy theo luôn, nhảy qua, ấy da. Ô, ê đừng có quýnh em. Ui, coi chừng. Ủa? Cái gì vậy trời, khó vậy? Nhưng mà nhà gì mà khó hiểu quá trời quá. Ra đây, ra đây, ơi. Nhảy ra. Rồi, ra đây, bây giờ anh đi ra đây, em sẽ cho anh xem một cái bất ngờ. Ê! Trời ơi, sao nhà núp mà cứ lỗ lâm vậy núp? Cái núp lần sau phải chuẩn bị gọi là xây tu sửa đường đất lại. Đường gì mà tệ quá trời quá đất này, chết anh luôn núp ơi. Cái này là tính ra là anh làm nổ luôn á. Không biết nói chung là cứ kệ nó đi, cái này do nó bắt rồi. Núp muốn gì? Tính ra em còn nửa tiền luôn á, đừng quýnh em nha bây giờ. Anh mà sao núp ốm nho mày? Ốm nho không có ốm gì đâu, nhìn bình thường mà. À dạ, ok. Đâu đi đâu rồi? À từ từ. À bây giờ anh hãy đi lên núi với em. Lên núi hả? À ok. Đúng rồi, đi lên này, em sẽ cho anh một cái bất ngờ chết. Ê nữa. Trời ơi. Rồi đi lên đây. Đây, bây giờ anh hãy quay lưng lại đi. Trên đây được rồi, à. Quay lưng lại. Không. Quay lưng lại đi, tin tưởng rồi. Em okay. Quay lưng lại, rồi không có chạy. Nhá, rồi chúi cái đầu xuống đất. Ok luôn. Rồi, bây giờ là anh gì như ta. Rồi nha, bây giờ á, quay đầu lại, không được nhìn gì hết. Chứ đây là một cái gọi là một cái thứ gì đó rất là đặc biệt, hiểu không? Quay lưng lại, no. Ok. Quay lưng lại, chúi đầu xuống đất. Chúi đầu rồi cứ nhìn lên. Rồi, nhắm mắt lại luôn. Mình như ta. Ok, nhắm mắt lại. Rồi, chuẩn bị nha. Ok. Ôi, núp làm gì vậy? Cứu anh, cứu, ôi. Ôi, núp cứ làm gì mình đi, cứu. Ôi, sao sao này? Trời ơi, chạy đúng rồi vậy? Các bạn, cứu. Ây da, trời ơi, phá cái gì vậy núp? Gì? Núp có biết làm vậy là sẽ ảnh hưởng đến gọi là tâm lý của anh giật mình, cái anh ghét mấy cục này lắm nha. Trời ơi, tự nhiên cái vô trong cái anh thấy mà tướng nó lạnh thôi, vô nhà núp ơi, lạnh quá. Đợi em xíu, em phá mấy cái block này đã. Anh vô nhà trước đi, nhà em có lò sưởi á, cực kỳ ấm luôn. Ôi, đừng có làm gì hết, đừng. Ok. Ủa, các bạn ơi, mấy... tự nhiên lạnh nữa ta. Ủa, các bạn ơi, mấy cục slime này nó ăn được cái quần áo của anh tô gà, lộ luôn cái quần lót như vậy, áo ngực bên trong kìa, trời. Không ngờ anh tô gà lại mặc áo ngực rồi đồ bikini cái kiểu, trời. Anh tô gà hôm nay bê đê á, trời. Từ bây giờ để mình vô, để mình xem anh tô gà như nào. Rồi, tính là chết luôn á. Ủa, mình đang ở đâu vậy? What the hell? Từ, bây giờ đi về nhà cái đã. Anh tô gà đang trong nhà kìa. Đây đứng gần cái lò chửi. Ôi, ây da, anh tô gà. Ủa, anh tô gà đâu rồi? Sao ai cho núp đánh anh đó? Cứ tiên làm cho cái nhà này nổ banh luôn. Vậy tính anh từ nãy đến giờ anh làm nổi nhà em hả? Đúng rồi, đúng. Ôi, chết chết, nhầm. Mà trời sao tự nhiên lạnh quá, chắc anh... Lạnh quá hả? Trời ơi, lạnh ghê. Trời, bây giờ em có cái hòm bồn tắm cực kỳ ấm luôn nè. Bây giờ anh ngồi vô đây đi. Đó. Đợi em xíu nha, đợi em xíu nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy cái máy quay video của mình. Đó, mình sẽ quay cho anh tô gà. Mình sẽ quay cái cảnh anh tô gà đi tắm các bạn ơi. Để mình đăng lên YouTube cho các bạn xem. Bây giờ em sẽ gắn cái máy quay đây nha anh. Em sẽ gắn cái quay đây nè. Đó, anh sẽ gọi là đây là những cái video kỷ niệm, anh hiểu không? Để mình kiểu chơi chung ấy cái gì. Ok trời. À chào các bạn nha. Rồi chào đi anh. Chào đi anh tốt nè.
mình chào mọi người. Mình là con gà đến từ kênh của Winup. Hôm nay mình đã tới nhà Winup và mình đang cảm thấy rất là sảng khoái với một bồn tắm tí hon trong nhà. Nó rất là mát mẻ. Nên bây giờ mình sẽ cởi hết áo quần ra để mình chỗ tắm. À thôi, mình thấy như này cứ cần cởi vậy. Mặc như này cũng được. Thôi. Mà tự nhiên hôm nay mình thấy tự nhiên nó bị gọi là sao ta? Rất là nóng nhưng mà hôm nay thấy nó hơi mát mẻ một xíu, nó có gió. Không, tại chỗ em á, chỗ em nó cực kỳ mát luôn á anh. Đó, gió nè thấy không? Tại gió của mấy cái này nè, mấy cái bảo vệ của em nè, nó cực kỳ, nó thổi lên, nó mát cực kỳ luôn, nó thổi lên từ lòng đất lên á. Bây giờ anh sẽ nhảy vũ điệu đương đại, múa đương đại cho mọi người cùng xem nha. Ok, múa đi. Cái chỗ của đi. À chi con đi. 6.5 hours later. Ok, bây giờ em cất cái máy quay nha. Trời, quay nhiều quá rồi, nãy giờ cả hết dung lượng của cái máy quay rồi nha. Ok mày ơi, bây giờ mình sẽ đặt cái máy quay đây. Ủa, đặt không được à? Thôi đặt đây. Đó, mình sẽ truyền tải cái video trong đây nè qua cái máy tính của mình, xong rồi mình sẽ up lên YouTube các bạn ơi. Các bạn ơi, cho em nè. 2000 years later. Up lên YouTube nè. Rồi, chuẩn bị. Rồi, up lên. Ủa, trời, cái gì? Rồi, bấm. Rồi, đăng lên rồi các bạn ơi. Trời, xem anh. Lát hồi anh Tô Gà xem anh Tô Gà phản ứng như thế nào. Anh Tô Gà ơi. Ủa, Tô Gà. Kêu gì lúc anh đang thưởng thụ các mẻ mà kêu anh chi vậy? Ủa, hình như là trên mạng có cái gì đây hot trend lắm anh. Cái đâu? Gì mà con gà cởi quần áo ra tắm trong cái bồn tắm gì á. Ok, để anh xài smartphone của anh lên mạng. Ủa? YouTube rồi. Không. Ủa, cái này làm gì đâu phải smartphone đâu. Không, cái này là về món bảo bố anh tự sáng tạo ra, em không biết hả? Em có chiếc đồ ra mà em không biết. Đây, anh xem nè. Đâu? Ok. Để anh xem. Ủa? Coi. Ủa? Sao thằng con này nó giống anh vậy núp? Ủa? Núp không biết nữa, sao ta? Hình như cái này cũng là bồn tắm núp luôn á, trời ơi. Đúng rồi, trời ơi, dạo này video kỹ xảo nó ghê thiệt chứ. Trời, nó làm giống y chang như những cái nhà mà giống núp luôn á. Tại vì gì anh coi gà? Núp đâu rồi, đến đây. Anh biết là mày phá anh. Cho mày chết nè. Cho mày rồi. Thằng núp đâu rồi? Trời, con gà, tại sao lại có sức mạnh ghê để không như vậy? Thằng núp đâu rồi? Trời. Ok, video của nó cũng ghê rồi. Và các bạn đừng quên để lại cho nó một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên là nhớ đăng ký cho anh Tô Gà nha. Và đừng quên là nhớ subscribe và subscribe nó.